Lê Sơn mến chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình tự tập khiêu vũ tại nhà do câu lạc bộ Việt Dance và do chính Lê Sơn thực hiện. Thì hôm nay chúng ta sẽ học một vũ điệu Boston. Boston là một cái bước nhảy của Việt Nam, là một bước nhảy rất là du dương, rất là nhẹ nhàng, phù hợp cho tất cả các đối tượng, đặc biệt là những người trung niên. Điều này rất là hay quý vị. Thì ở đây thì Lê Sơn sẽ thực hiện bước nam và bước nữ nha. Thì bước nam đầu tiên, điệu Boston thì nó có ba cái nhịp trong một cái khung nhạc. Một nhịp tiếng trống bùm chất chất, hay là 1 2 3. Nhịp 1 là bước dài, nhịp 2, nhịp 3 là bước ngắn và bước nhanh. Thì Lê Sơn sẽ thực hiện, đầu tiên người nam sẽ gùng bộ hai đầu gối xuống. Xin sẽ đứng thế này cho quý vị, để quý vị xem cái đầu gối xin gùng xuống như thế nào nhé. Xin gùng xuống, thì khi xin gùng như vậy thì xin bước chân trái tới bằng gót quý vị, bước bằng gót chứ không bước bằng mũi nha quý vị. Thì bước bằng gót và bước bằng gót tới, một khi mà bước tới là gót để cho cái người mình không có ngã hay làm sao. Cái điều Boston này, cái kỹ thuật nó hơi khó một tí, để cái đầu gối để cho mình không ngã sau. Thì khi mà quý vị bước cái đầu gối tới thì cái hai cái đầu gối chịu vào nhau để mình chịu cái chân tới nè, chịu cái chân tới. Khi chịu cái đầu gối, chịu cái gót tới, hạ xuống là một, sau đó mình nhón chân phải lên bằng mũi, hai, nhón chân trái lên bằng mũi, ba. Thế làm lại lần nữa, cùng bộ xuống, gót trái bước tới là một, mũi phải là hai, mũi trái là ba. Sau đó cùng bộ xuống trở lại, lùi chân phải về đằng sau bằng mũi, hạ gót xuống là một, kéo mũi về nhón lên là hai, mũi phải là ba. Tương tự làm lần nữa, gùng bộ xuống, bước chân trái tới, 1 2 3, gùng xuống, 1 2 3. Xin đi bước nhảy là bước ngắn, Boston để nhảy đẹp mình sẽ bước dài. Xin thực hiện bước dài cho quý vị xem nha. Gùng xuống, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Thì giờ bước nữ cũng tương tự, nhưng mà nữ thì mình đề ba, thay vì người nam tiến chân trái lên thì người nữ lùi chân phải về nha. Bước tương tự giống nhau, tức là người nữ cùng bộ xuống, lùi chân phải về đằng sau là một, kéo gót về, nhón lên, mũi, 2 3, gùng bộ xuống, bước chân trái bằng gót lên, 1, nhón lên, chân phải, mũi, 2, chân trái, mũi, 3. Tiếp tục gùng xuống, trở lại các bạn cùng nhau thăm, 1 2 3, 1 2 3. Nhớ quý vị nhớ là người nữ và người nam trong cái vũ điệu này, mình thực hiện cái kỹ thuật mặt nhìn bên trái. Tưởng tượng trên khuôn mặt, trên cái đồng hồ có 12 số. Xin thấy đứng này quý vị. Đồng hồ có 12 số, quý vị tưởng tượng là số 12 nằm trên đỉnh đầu đúng không? Bên tay trái là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 là số 8 ở dưới. Số 7, số 8, số 9 là số 9 là nằm ngang, và số 10, số 1, số 2. Thì số 10 có phải là nằm một cái đồng hồ như vậy, số 10 nằm bên thế này. Thì cái mặt của mình sẽ nhìn bên số 10. Người nam và người nữ giống nhau, tức là mình đang đứng như vậy thì mặt mình sẽ nhìn hướng thế này. Số 10, và người nữ tương tự, đang đứng như vậy, mặt nhìn vào hướng này. Đó. Thì cái điều này người ta nói giỡn chơi là khi mà nhảy cái điều này là hai người đang giỡn nhau, cho nên không ai nhìn nhau hết. Nhưng mà thực ra là nó kỹ thuật nó là như vậy. Cho nên biết vì khi mà quỳ gùng xuống mình nhìn ra, đặc biệt là người nữ khi mà tư thế như vậy thì họ hơi ngã gần tí, còn người nam thì chỉ nhìn thôi. Rồi mình làm lại lần nữa nha quý vị.
mình bật nhạc lên nhảy cho mặt bất tông nhảy quý vị. Sơn sẽ giới thiệu quý vị phần đi bốn góc của Boston. Phần này thì tương đối cũng không khó, nó cũng giống đi rumba đi bốn góc hoặc là basso đi bốn góc, nhưng mà cái nhịp thì nó khác. Thì hy vọng là các anh chị và các bạn sẽ học phần này trước để nắm căn bản cái đã, rồi nhất là kỹ thuật. Sơn nói là kỹ thuật là gồm gối đi bằng gót lên, nhón người lên hai nhịp, hai ba, gùng xuống, đi bằng mũi về, kéo gót về, nhón lên, hai, ba. Thì cái này, kỹ thuật này nó muốn nhảy đẹp thì phải làm như vậy, thì nó hơi khó. Nhưng mà hy vọng là với sự tập luyện đồng chí thì các anh chị và các bạn sẽ thực hiện động tác này. Còn nếu có gì thắc mắc thì xin liên hệ với Lê Sơn nha. Gọi cho Lê Sơn ở 0401-013-138 hoặc là liên hệ bằng địa chỉ email. info@vietdance.com.au hoặc là liên hệ qua Facebook Lê Sơn Việt Dance cũng được. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong dịp tới. Thank you.